Rồi. Còn máy vô trong đây đứng cũng được nữa. Vô trong đây đi. Đi luôn, tới luôn đây luôn. Nhập băng vô đây luôn em. Đi hả? Rồi đầu tới luôn. Chụp hình hả? Rồi. Cười cái coi, nói ông xã ơi, giờ tôi đang quay đó, nói ông xã ơi, em mua này được không? Nói đi. Em mua này được không anh? Em mua cho em một bộ một chai. Rồi. Vỗ tay cho anh luôn. Ủa, bả đi mà kêu anh mua cho em bộ ngọc trai. Có nước giờ em mua cho anh hai viên ngọc trai thì được. Không, anh có hai viên rồi. Tao sẽ mua một con vợp bự vậy. Con vợp à? Rồi, tập trung đi. Tập trung vô đây đi. Ủa sao có như đây hả? Rồi. Tập chỉ rồi. Ở trên xe không xuống hả? Sao còn như đây hả? Để bỏ vỏ lắp quên cả. Ở chụp hình hả? Xích ra đây, xích ra đây. Đi theo cái đoàn của mình, Rồi đi qua đây, theo đoàn mình đi. Và sau 2 năm mà mình không thay ghép con trai này thì con trai tự động chết đi và nó đào thải nhập viên học ra ngoài. Còn giống trai thứ hai thì giống trai ta đi đi, nó được nuôi cấy trong 3 năm. Thế sau khi khóc thì mình đi học đen nghe xanh, đen nghe sáng và đen nghe tím. Còn giống trai và con ai tập trung lại giùm đi. Còn giống trai thứ ba thì giống trai Maxima, nó cũng được nuôi cấy trong 3 năm. Nó sẽ cung cấp cho mình nhiều kích cỡ lớn đi. Màu sắc của viên học là phụ thuộc vào vành môi con trai này. Vành môi con trai màu gì nó sẽ cho mình nghe nhiều màu đó. Ví dụ như giống trai Maxima này là nó màu vàng cam, thì nó sẽ cho mình nghe nhiều màu vàng cam như cô chú. Sau đây thì bạn Kim Vi sẽ mở giống trai hai con trai. Rồi sáng sức và ngọc phúc con trai từ 50-60% rồi, không phải đâu hàng cấm nữa đi. Và nếu viên ngọc trai có sẽ làm cho tướng phòng chứng của con trai rồi. Đây là chai nuôi cấy rồi, và để có một viên ngọc như thế này thì bây giờ tất nhiên của con sẽ bắt phần nhiều nhất của mọi người. Nhớ cái tổng là mệt á. Là thật
một khối cung như vậy nè. Sau đó mình đưa thiết bị ngoài tròn thì nhân thôi, mình sẽ cấy một trứng của con trai theo vòng cung. Rồi khi đó con trai nó cảm nhận trong cơ thể có một vật thể lạ này, nên sơ tiết cái tóc xà cừ bao quanh cái nhân thôi. Nhiều năm như vậy cái tóc xà cừ này sẽ dậy lên và nhiều như thế này đi ạ. Và hiện nay thì Phú Quốc khá là phổ biến con trai. Và con xin chia sẻ gia đình cách phân biệt cho là ngọc trai thật hay là ngọc trai giả. Mình mai xếp hai viên ngọc với nhau như thế này nè. Nếu là ngọc trai thật nó sẽ cho mình cái lớp bột trắng xà cừ này, còn ngọc giả thì không cho. Và tuy nhiên mình thử cách là sẽ tổn thương viên ngọc. Vì vậy gia đình có mua sản phẩm mình gặp nơi có thương hiệu uy tín ha. Và hiện tại thì bên công ty con đang tổ chức một trò chơi mini game trúng thưởng. Và ai trả lời đúng mình sẽ trúng được viên ngọc như mới mẫu ra thì giá từ 500 tới 1 triệu một viên. Và con sẽ đặt một câu hỏi gia đình ai có ông trả lời và ta giúp con rằng. Rồi rồi, gia đình có sẵn sàng chơi trò chơi chưa? Gia đình có sẵn sàng chơi trò chơi chưa? Vừa tay sẵn sàng hết rồi. 2, 3 sẵn sàng chưa? 2, 3. Sẵn sàng. Thì là mình có sẵn sàng chưa? Bị yếu quá. Được rồi. Thì mời chú bác con được hỏi là màu sắc cái viên ngọc phụ thuộc vào một vật nào với con trai chưa? Màu con trai à? Màu tóc trắng à? Rồi chị tên gì đó? Mai. Rồi màu sắc của viên ngọc là phụ thuộc vào bàn môi con trai này. Câu trả lời của chị Mai hoàn toàn chính xác như đây. Nãy tôi trả lời đó. Nãy tôi trả lời câu đó đó. Nãy tôi trả lời trước đó. Rồi, thứ ba cho có chỗ hỗ trợ khoan lọc miễn phí cho bạn có hai đồng mặt như chi. Rồi rồi, cảm ơn gia đình ạ. Và sẽ đi con ngoài con chúng và di chuyển vào lắm trong đây mình không quen khu vực tổ. Rồi nhỏ đâu lẹ làng hơn nữa. Trời ơi, phải vậy là dưa con trai bự luôn đó. Ừ, đúng rồi. Không nói không có chuyện đó. Gia đình của anh Tiên này là có đi qua Hồng Thơm không? Đi là phải tranh thủ nha, tại vì lúc lên cáp là không có chờ đợi như vậy được nha. Lúc đó là nó chạy không á. Nói cho nó cho sắp xếp cho nhanh. Ừ, phải đi lẹ lẹ lên. Những cái đó mình thiệt thòi dữ lắm luôn. Từ đi chơi ngắm cảnh này được ngày kia là thiệt thòi dữ lắm luôn. Có lẹ lẹ luôn. Đây là tập hải quý hay còn gọi là sen khô hóa hạch. Đào sắc trong hai quan thì tự nhiên. Tuy nhiên khối sen khô này nghệ nhân đi chế tới cái vòng tay vòng chỗ vào mặt chi chi. Nó mang ý nghĩa phong thủy cầu hài lòng hoa hay mắt hạch. Mình cứ chạm xem thử. Cái này mà chị tính ra là nó ngon hơn ngọc trai nữa. Tại vì nó cả ngàn năm lận. Ai mà mua nữa đeo cái này cái giá trị nó rất là lớn. Đúng rồi, nó hơn cả ngọc trai nữa. Cái cẩm thạch là ở lại với nó đi. Đó gọi là mày đai, đeo mà được hạp nó hên dữ lắm. Cái này là không phải là ấy mà được vớt tàu ở biển nè, những tàu đi buôn á. Tàu đi buôn á, đúng rồi. Hồi xưa là chỉ có người ta gọi là hàng tàu á, là mình giờ mình gọi là Trung Quốc á, là nó đi buôn, nó buôn mấy rồi nó chìm. Ủa cái đâu vậy? Bây giờ mới gọi là đồ cổ. Chưa. Lên lầu mới có. Mình đang ở dưới hầm. Con trai này nó để có gì ngọc tạo tỉnh. Thấy ngàn trang khách hầu không? Khách hầu không? Bụi ghê luôn. Sợ là mình quay là mình làm mẻ bể của người ta đó. Tại cái đồ này giá trị. Cái đó người ta đang làm đó.
Rồi mình tranh thủ đặng mình lên trên cửa hàng đó, đặng mình mua sắm nha. Rồi cái đoàn này dễ thương ghê, 35 người đi được có 5 người à, làm ơn đi qua bên đây nè, cái đoàn của người ta ơi. Dạ dạ con Dính bà nói dạ lắm, Dính bà nói đó cưới qua đi đoàn bên đây nè, ra kia mình thanh toán chứ không không có quay nó lại mất cái thời gian nha. À, cái cảm thấy vừa ý là bóc lụm liền. Nguyễn hướng dẫn mà con lên cái nghe chủ uy tín không mà cứ yên tâm mua. Đó. Con gì quên này, gì con gì tắm bên này. Ủa chích ngựa rồi, cô Chính đâu? Chính nào? Cô Chính đâu, bà Hồng đâu? Hả? Cô Chính và bà Hồng nữa hả? Ủa hồi nãy giờ đậu mình chưa xuống hết hả? Hả? Ủa trời ơi mẹ ơi, vô hồi đợi cái buổi luôn à. Băng của Bọc Định không, tại nói vậy chứ không phải sợ chậm bánh đi bậy bạ mà sợ chậm nhà có con khác. À. Nó còn mừng hú hồn, nó đi chơi cái lâu ngày nó còn mừng hú hồn nữa, giống như hai chồng này đi đâu lo gì đâu. Không sợ mất bằng qua đây làm bụp tắp nó đi, qua đây được bụp tắp ngay trước Phật nè, lấy dưới hên bình an rồi đây. À mình làm rồi mình làm cái nữa đi, nhanh nhanh lên về chị ba, chị ba. Làm tấm à, trước bà Phật này đàn mình lấy tấm giấy bình an đi. Dạ tranh thủ vô hàng thắng lối, nhanh nhanh lên mình còn đi, đang mát lẹ lên, trời đang mát lẹ lên, đứng đi bập bập rồi, nhanh lên nhanh lên diễn quay vô, trời đừng đợi mời từ người thôi, chụp hình thì cứ nhào vô chụp rồi rồi rồi, nắng lên rồi đó, nhào lên lẹ lên rồi đứng lại luôn. Trời ơi thiệt chứ tốn rồi hả, thì hồi mát không nhào vô kè lẹ lên làm gì đấy. Ừ chụp hết luôn, không chơi riêng ai hết. Rồi chụp đi, lấy tay xuống mà làm gì che lỗ mũi bà vậy. Rồi ờ, hai vợ chồng làm cái đi, hôm làm mấy cái rồi giờ làm cái nữa đi. Ừ lộ khẩu trang ra. Ừ rồi nhào vô, nhào vô có chưa, rồi thôi đi nè, đi bên đây, đi đây bà con ơi. Nè lại đứng chỗ này nè, lấy lên cái bệ cho chín con rồng nữa đẹp nè. Nè đó hai chồng ông trưởng cái đi. Con cho chú mượn chỗ chị xếp con. Hai người ta đi ra nhiều quá. Hả? À? Mắt thì người ta đứng ở đây, tại sao bà không lại đây mà chạy ra đó? Đó. Đó là chạy, cái chừng chạy lại sắp 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 lại ngay chỗ người ta nãy ta đứng đó. Ừ xích đó nữa, xích ra nữa, xích ra nữa, xích ra nữa nữa. Rồi rồi đó, rồi
chạy lên lẹ đó. Người ta đứng ở chỗ đó là mình đứng ra tại máy canh sẵn rồi, mình chỉ đi ra chụp rồi thôi. Con gái kéo nè nè, nắng lên mười mấy tấm á. Cho em chụp chị này cái. Rồi qua hôm nay cả nhà rồi chị chơi tới chị mình chị á. Rồi đi đi. Tranh thủ. À, đây là nhà hàng ăn Mười Dũng nha. Mày vô. Nhà hàng uống Mười Dũng. Món ăn tự chọn. Đông quá. Ngồi đâu cũng được. Ngồi nguyên đoàn để cho nó vui. Ngồi nguyên băng giải cho nó vui. Canh nó có xào hay gì đâu, có canh có xào kìa đó, rỗi gì đó chứ không có canh hả? Thôi coi có canh gì không, hình như có mà thấy nghĩ có canh mà. Rồi rồi mình lễ lễ vô hùng đi, chờ vô đoàn hết đi rồi mình thấy. Rồi vô luôn. Nhanh lên, ai vô sao tự trả tiền nha. Vậy chứ sao, người ta đếm rồi, người ta đi dẫn đi múc cà tha bắt đầu mới chịu vô. Trời ơi, ta phải chiêu của người ta vậy đó. Nè, đi vô trong, nó đứng nói chuyện, đứng ra ngoài. Mau lên, một lát con bị tự tính từ cổng. Lẹ lắm, tao còn đi vô nước, lẹ lắm. Bỏ nhèo ra, nhèo vô làm hai lượt của người ta lấy không? Rồi. Quên để cái đo rồi. Ở đây là bảo tàng, đây là nơi lưu giữ những cái kỷ vật của Phú Quốc, là lần đầu tiên có tại Phú Quốc. Bây giờ vẫn là bảo tàng để lưu giữ lại. Dạ, học cho bá lửa luôn á. Đây là cái này là cái đam mê của nó. Dạ. À, mê cái đó đó hả? Sao hồi hôm có mua ngoài chợ đêm không? Có, mua con voi. Mấy cái triệu mấy nha. Rồi ở phía trước mình đi chậm chậm, ở phía trước đi chậm chậm, ở phía sau đi nhanh nhanh.
đặng đi chung chung nào có gì mới giới thiệu cho bà con mình thấy được, chứ còn đi về cái nói chuyện là người nghe thì không nghe. Con này con Sam, Sam Nhung. Rồi quẹo tới phải, quẹo tới phải, quẹo tới phải, quẹo tới phải. Ô ô ô mấy chị ơi, đi đây lát nó xuống đó hả mua. Đây là những mảnh gỗ, những cái loại cây quý hiếm nhất của rừng Phú Quốc. Rồi hang bà vô ngồi đi. Từ 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 từ. Lát rồi mình còn lên tới tầng 5 lận. À. Chị ba, chị ba, chị ba, chị ba, chị ba, chị ba. Em chụp cái ha. À. Rồi, một lát rồi mình vô một bộ salon cực kỳ độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Bộ salon chút xíu từ từ. À. Rồi. Thôi đứng đi rồi, đứng đi. Đứng lấy đầm mi nó đẹp hơn nè. Rồi nha. Vô chụp hình thì đừng xà quần nó, nhào vô là cư liền. Đó, rồi. Ờ. À, xà quần nó hao pin. Đúng không? Lấy hơi vậy đó chứ sao? Lấy hơi đó. Con anh trai. Rồi. Đó. Rồi. Rồi, chụp hình với bả là chiều nay chị mua số 10 đi. Hoặc là 01. Dạ, về là coi như là chiều nay là em trúng số đặc biệt là cho bà con hay là chị chuẩn bị. Hôm là mười mấy người trúng đặc biệt đi vô cúng chùa. Dạ, dạ. Sẵn đồ. Sẵn đồ cái à, đi chơi tiếp. Dạ, làm tiếp tập 3. Không, chị nói vậy sai rồi. Bác Hồ biểu đi đâu đi đó. Ừ. Dạ, cái quẹo vô phòng đây. Đây. Đây, những bộ salon độc nhất vô nhị. Nhưng mà ngồi nhẹ nhẹ, tay quơ nhẹ nhẹ, quơ mạnh quá là lũng tay gắn chịu nha. Rồi, bây giờ cái ghế chính điện này mà bà con mình né né cái, bà con mình né né cái. Đó, có hai bên có bà chồng hầu luôn kìa. Hai bên nó sẹt sẹt xích ra đi, chụp đi dính hết à. Không có, hai người hai bên dẹt dẹt ra. Ờ, chụp dính. Ờ, chị Hồng xích xích ra. Ờ, đấy, lấy cái rộng lắm. Nè, rồi xong rồi thay phiên nghe, 1, 2. Đó, rồi. Thay phiên nhau, thay phiên nhau rồi đi ra cái người khác vô, đó ở lại vậy. Xứng không? Ờ, có nàng dâu hầu mẹ chồng. Bà Úc Định, bà Úc Định ơi, chỗ đó không ngồi được. Ờ, cặp giò bự quá, xin ra chỗ khác đi. Rồi ha, giờ đây nè, chị ba. Rồi, giờ đây hai bà này là 33 nè, hai. Quá, rồi. Rồi, chị ba này xích ra. À, rồi, hai, ba, rồi. Trời ơi, làm cái nữa chắc xỉu quá. Hai, ba, rồi. Làm quà chị không nổi. Ủa sao không vô ngồi? Cho chị ngồi. Cho chị ngồi. Rồi rồi. Ai 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 vậy cô Chính ơi? Chưa anh Tư, chưa anh Tư. Chưa chụp cho chị kia cái hả? Khoan, chụp cho chị kia cái, chị đang kia đang cứng cái đứa kia. Rồi. Rồi, vô đây ngồi đi. Rồi. Ờ, không thấy đường, lọc ở đi, nó không đẹp. Đó, ngồi giữa lên. Ờ, đó. Thẳng lưng lên, hai. Kéo áo xuống, kéo áo ở dưới bụng, ờ rồi. Rồi, hai, ba. Rồi, ai nữa. Trời ơi, vô đi, hỏi chụp không. Trời ơi. Ừ. Rồi, ba không chơi đàn ông đi ra chỗ khác. Ông Tư, hai ơi nè, cái vỏ qua vậy cũng bảo định nữa, lấy cái vỏ ra. Rồi ngồi xuống cái nữa, con ngồi xuống. Chưa nè, chưa
Rồi 2, 3, rồi. Ông Minh đâu? Có xu mới nữa hả? Rồi 2, 3, 2, 3, rồi. Tiếp tục ai nữa, ai nữa? Cô chích, cô chích là cái gì? Rồi, hàng qua hàng, hàng 2, 3, 2, 3, rồi. Mình không nhất thiết là phải chụp cái nhà mình không, mình chụp với cái trong đoàn mình á, bắt bồ chơi nha, chụp làm kỷ niệm. Chị không nhất thiết phải chụp trong nhà không, bắt bồ nhau làm kỷ niệm cái chuyến đi của mình. Có gì dạ. Bình thường. Nhưng mà tôi 2, 3, 2, 3, rồi. Ủa chị ba rồi chị gì đó, mấy bà là lão bên băng chị đâu? Rồi chưa? Rồi, chị học có chưa? Rồi hả? Rồi. Rồi. Đã mà cười cái coi. Cười cái coi. Cười. Rồi đó. Trời ơi, cái mặt giống con khỉ quá. Lên 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 2, 3 rồi lên lầu 2, 3 rồi. Dạ, dạ. Thị Mỹ nghe, Thị Mỹ đăng trang đàng hoàng, đừng đưa cái đầu quá bự quá bà ơi, bỏ xuống đi, bỏ xuống. Ờ, rồi, 2, cười lên, 2, 3, ừ. Rồi, rồi. Cái hình quả, hả? Đây, đây. Giờ đây, 2, 3, rồi. Rồi đi lên, đi lên, đi lên lầu, lên lầu, lên lầu. Đi theo đoạn để lên đánh là đi lầm vòng không có đường đi nha, không biết đường đi nha. Quá trời. Dạ, đi thẳng tay, thẳng tay. Nghe cái tiếng đoạn mình đâu, ừ, là bị mất đế ra rồi. Bạn mình bắt không biết bạn mình là ai, bây giờ bắt đâu nghe đâu. Bà không nghe. Bạn mình. Đây là cái chỗ dấu kiếm này nè. À. Đây đây là đây. Rồi ở đây qua Thái Lan gần lắm. À. Đây đây đang Thiền Nam rồi rồi. Bà con mình dẹt dẹt qua hai bên dẹt dẹt qua. Dính tà la, dính tùm lum, dính tà lưa. 2, 3, rồi. Này em ở đầu sông, anh cuối sông nè. Mở định, bà nhẹ quá làm chị nhõng liền. Rồi. Trời ơi, mới đi xíu, đi lên mỗi người về nữa, không biết chỗ nào hết. Ráng đi. Trời ơi, tên này 5 tầng chị đi mới có 1 tầng à. Ờ, 5 tầng chị đi. Lên chảnh coi đồ cổ. Cái chỗ quý vị mình mới vừa đi ra đó là chỗ thờ bà lớn tướng ở hồi bữa đầu mình lên đó. Tại vì trên đất đảo này người ta rất là sợ bà. Quy linh bà rất là lớn. Thám nước mắm đó giờ uống vô cái là trường sinh bất lão đó. Phải đến trưng bày lâu năm rồi. Nước mắm truyền thống á. Cái đó là nó không đều tại vì tự sinh tự nhiên. Rồi tiếp tục bà con mình ơi. Cái này là gạch tàu nè. Đó, bây giờ gọi là gạch Trung Quốc đó. Ở trên ra ngắm thành phố Vũ Long chưa? Ông ngắm mà đi nhìn. Có ở trên sân thượng á.
đi đi đâu từ từ hả, tao mới lên tới đây à. Đây à. Hủ vàng kìa, hai cái hòm vàng kìa, hai cái hòm vàng nè, đó đồ đựng vàng đó à. Giờ không còn đâu. Rồi, đi tiếp lên tầng nữa nha bà con ơi. Lên lên lên. Nó đi đá rồi giờ nó không biết đâu. Đó, hồi xưa là người ta đi chơi buôn nước mắm. Đó, người ta đi bằng cái tỉnh, là đựng bằng cái tỉnh, muối rồi đó. Ở đó là nước mắm cái tỉnh. Dạ. Nè, tỉnh nước mắm ngày xưa nè. Ừ. Ngày xưa nè, cái này nè. Nước mắm à, nước quách hồi xưa đó. Đựng nước mắm, đựng muối. Còn không? Đứng làm gì? Ừ, đó. Nhào vô chụp lên, bà này bắt cười hé hé hé, quay lại lên. Đó, rồi. Rồi đi. Rồi. Móc cho em 10 ngàn đi. Hai chục ngàn. 50 ngàn. Bà nói thôi là lên 500 ngàn đó. Lên tiền đó. Đó. Trời ơi, đó tiền của bà này. Sáng sớm mùng 1 gặp bà là hình dữ lắm. Ủa, lo lấy tiền quên cho mình. Rồi. Hẹn chi, hẹn chi cái chỗ tiền cho lẹ. À, nói giờ chị bự, chị mang khẩu trang cứ nhắc như vậy. Vậy tự nhiên ăn chị bệnh cứ mang quá cái giò mới lên đi nè. Trong ở trong màn hình giờ thấy cái giò nó bự ra, à, chứ không phải là nói cái giò bự. Không, nói vậy mới có. Ừ. Nè. Đó hai chị cháu lại đây. Nè, đây nè, cái vật của Quốc. Đó, còn ai nữa? Bạn. Ờ, cứ vô là dính, vô là dính. Minh. Đó đây, chụp hình cái vật đây nè. Rồi, đứng đó. Lấy đồ mi không cần làm kìa. Ấy, đó, lấy đó. Giang, Giang. Giặt, ờ, giặt đây, hai. Đó, rồi, ai nữa? Đó, mình đi từ từ lên. À. Đây. Chụp hình. Rồi, đứng đây. Ờ, hai bà xích lại. Đang lấy chiếc thuyền nè, lấy chiếc thuyền. Đó, xuống thằng con. Nè. Trời ơi, lẹ lên. Dạ. Rồi, giờ chị ba sẽ vô, chị ba rồi đó. Rồi, sớm ngày sau đi lên nhanh nè. Đi nữa. Đi nè. Ờ, là đứng đây bả đâu rồi, là đứng đây chụp cái chiếc tàu nè. Đó, giờ đây, rồi đứng đó, đứng đại hết, có hình nè. Đó, lấy chiếc tàu cho nè. Rồi, chị đi lên đi, chị đi từ từ đi. Rồi. Trời ơi, mấy bà, đụng lịch sử rồi, mấy cô mấy bà rồi, đi nè. Đi tiếp nè. Mình tiếp, mình mất tầng 3 à. Ở dưới này là mấy cái chung mà đựng muối bột ngọt. Cái chén này nó có
hồi đó mình đâu có biết đồ đó được bỏ không à. Đó rồi mấy cái gian bếp hồi xưa nè đó à. Đó trời ơi giả kiểu này cũng định còn hồn người ta. Rồi ai nữa đồ thợ mộc thủ công nó cái trên đây này mình là cái đèn măng sông. Trời ơi cái nấm này là uống là bổ lắm nè, mọc lên luôn. Rồi thành hoàng bỗng cảnh đây quý vị nha. À. Rồi bắt đầu mình lên lầu luôn. Rồi ở đây đang hai đang đây là nó hầm thì mình lên trên lầu rồi cho nó mát, nhìn cả thành phố Dương Đâm luôn. Cái này là đứng dậm vậy là nó bể người ta nè, thấy không? Tại này nó làm em ra quá. Cái trời. Đó. Giỏ mấy con trai chà bá lửa luôn nè. Mấy con trai này là ai làm đôi bông đeo cái là xẻ lỗ tai luôn. Cái này là chỉ có mấy nhà giàu mới biết, mấy nhà nghèo không biết. Máy hát đĩa đá. Đó, ra đây thấy không, cái không khí khác liền thấy không, giống như ra máy lạnh vậy đó. Đó. Ai? Ai? Rồi ra tới rồi sân thượng rồi không? Ra tới sân thượng rồi. Rồi. Ra tới sân thượng rồi. Rồi nhào vô nhào vô nhào vô. Nhào vô nhào vô nhào vô. Gì bánh kẹp hồi đó, tấm ra cho bác đi, bánh kẹp bây giờ đi, không lấy bánh kẹp đó. Rồi chị ba, chúc ra chị ba ơi. Hai. Rồi. Rồi chị ba lại đó, lại chỗ mát đó chụp. Đây nắng. Đó, đó được đó. Rồi, ai nữa. Chụp hình vô chụp nha, về nè. Ở đó thì chuyện, lẹ lên. Lên chụp hình. Ông Thanh đâu rồi? Chụp đi. Xích chỗ nào cho mát không đứt. Ờ. Rồi. Rồi lẹ lên. Hai chồng đứt đâu rồi? Rồi vợ Thuận đâu rồi? Nè, lấy ở đó đừng ra nắng nó mặt mình nhăn. Đứng đó con. Xích đằng tỉnh đó. Thích đằng cái tỉnh đó, đó. Ờ, đừng có nắng cái mặt mình nha. Rồi nhìn đây, bị câu cổ bị hung người ta làm cái cây này. Lẹ lên. Ừ, bập bế này lên. Ừ. Phan ta làm môi này cho nó hấp dẫn ơi. Phan ta ra cho hai đứa nhỏ nó làm việc ấy. Rồi. Ờ. Hai. Ba, ông Thanh đâu? Ông Thanh đâu? Trời ơi. Bỏ bạn rồi. Hai chồng bà Hằng đâu rồi?
lẹ lên. Tao đi ngang biển chứ không đi tàu, chịu nổi đời không? Ba lội không á. Xích đắng, xích đắng, lấy gần cái tỉnh đó, đẹp. Nữa mất cái chân rồi. Ai hả? Ai, chỉ thứ ba. À vậy hả? Ừ, có giới thiệu mà mốt được nhé. Trời ơi. Đặng lên Lâm Hồ lắm đâu. Ở trên Lâm Hồ. Ủa, Lâm Hồ ta đi nhiều lắm à. Lâm Hồ là chỗ nào của Lâm Hồ? Lâm Hồ ở trong Đất Méo. Ra Cả Nguyên hả? Còn hai chàng bạn mà đâu ngon thấy không? Mà đi đâu đi hai chàng một chút à. Tại vì không có ngon. Bà hai dòng cái đi hấp hôn suốt à. Ở đây bà con mình cứ mua thoải mái nha. Đây là hàng là bảo đảm luôn. Mua phải giá luôn. Tại cái kia là thương hiệu. Ủa của mẹ mà lần có mua cho bà cái nào chưa có không phải không? Dòng á. Thấy mình xin lỗi là cái lần dẹp bây giờ mình được thay dòng là. Thấy nó nhưng mà quá đang cây mà không phải không? Cây mà đứng nhau nhưng mà cây dưới kia bắn bỏ mẹ. Đấy, nó biết đỡ cây đi rồi. Ờ, giờ được đỡ. Cũng như mấy ông thầy đó mà đi lục rau mát đi trong á. Mà đi phát cầu rồi đó mà nó thấy mà nó khổ cho nước lớn mà rau mát gì mà nó liệu đại cũng mát mà cũng được. Quên người quên đó. Không, mấy cái này bè nuôi anh. Dạ. Khu này là khu bè nuôi ngọc trai. Ở ngoài là ngoài nhà là tao chỉ nhìn cát, cát ở dưới. Người ta tắm cũng nhóc kìa. Trời người ta tắm nhóc kìa. Đó, lội lên ngẩng đống lên. Đó. Thấy không? Trời ơi, đó. Người ta tắm. Đó, mình nhìn cái xíu xíu. Người ta tắm đó. Người ta. Người ta tắm tạo cái ghế vô đó. Ở đây có vịt nữa hả? Họ tay lật nó lên coi coi phải người ta không? Người ta thiệt mà. Trời ơi, người ta lội bơi dài bằng cái quần cam cam đó. Đó có cá là cá ông đó. Lỗi mà. Ở rồi cứ nữa. Không có chuyện nào không lên cứ lo cái đó chuyện.